Gì cơ? Em nói to lên. Tiêu chuẩn người yêu của anh là gì á? Là em đó. Là em đó, chỉ muốn vô tư cười đùa thế thôi. Nhưng sao anh cứ muốn ta đó? Tặng em này, cô gái bé bỏng của anh. Em à, anh biết là em đang rất bận, nhưng nếu không có gì thay đổi, tháng sau chúng mình lấy nhau nhé. Chúng mình lấy nhau nhé. Chúng mình lấy nhau nhé. So as long as I live, I love you. We'll have it all dear. You look so beautiful in white. Ninh Dương Lan Ngọc với lại là Chi Pu ai xinh hơn á? Anh không thể nào trả lời được câu hỏi này. Đừng không có em ở trong đó. Em à, em biết giữa em và con cá khác nhau điều gì không? Anh thích ăn cá, nhưng mà anh không thích ăn em. Em là để yêu, chứ không phải là để ăn.